Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải thoát vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải thoát vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải thoát vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải thoát vân vân có thể nắm bắt được, vốn là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, nói thế này.
Thiện nam tử, ngươi nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được. Thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm trụ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu Bát Nhã như thế là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm trụ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu Bát Nhã như thế là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm trụ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu Bát Nhã như thế là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm trụ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu Bát Nhã như thế là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa nói thế này,
Thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không, vân vân có thể nắm bắt được. Huống là có cái thường và vô thường kia, nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không vân vân có thể nắm bắt được. Cũng là có cái lạc và khổ kia, nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không vân vân có thể nắm bắt được. Cũng là có cái ngã và vô ngã kia, nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không vân vân có thể nắm bắt được. Cũng là có cái tịnh và bất tịnh kia, nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông
và tự tánh của sáu phép thần thông là không, tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm loại mắt vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu người có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không, tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm loại mắt vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không, tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được, sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm loại mắt vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu người có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không, tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm loại mắt vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm